Chào anh em. Ở những clip trước thì tôi đã giới thiệu cho anh em cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn SMS, tin nhắn tổng đài, tin nhắn Zalo, tin nhắn Messenger trên Facebook. Thì ở clip này tôi sẽ giới thiệu cho anh em cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn Kakao. Đấy. Thì cái phần mềm Kakao này thì ở bên Hàn Quốc họ rất là hay dùng. Đấy. Thì sau đây tôi test cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn Kakao này. Đầu tiên tôi sẽ bật cái đồng hồ chạy giây để đảm bảo cho anh em video không bị cắt ghép, không bị chỉnh sửa. Thì trước khi ML gửi đi đấy, thì tôi đã ghi ở đây gửi đi một này, ok lại này, tôi sẽ ghi giờ đây để các bạn so sánh cái thời gian đấy, khi bắt đầu gửi đi này đấy, khi ok lại này, sau khi sửa này, thì đảm bảo cho anh em là cái con số thay đổi, những cái thời gian vẫn giữ nguyên cái mốc thời gian ban đầu anh em nhé. Thì bây giờ tôi sẽ vào Kakao. Đấy, tôi sẽ gửi những nội dung tin nhắn sang anh em nhé. Tôi sẽ ghi là lô anh em nhé. Tôi sẽ ghi là lô này. 22 33 44 nhân 1000 điểm anh em nhé. Đấy, 22 33 44 nhân 1000 điểm. Tôi sẽ để gần cho anh em rõ hơn này. Đấy, ok chưa? Đấy, tôi sẽ gửi sang cái máy của chủ lô đề, máy bị chỉnh sửa. Đấy. Các bộ với anh em nhé. Là 13h22, 13h32 gửi đi anh em nhé. Vào ngày 12 tháng 1 2020. Đấy. Tôi sẽ ghi lại là 13h32. Đấy, gửi đi là 13h32 anh em nhé. 13h32 phút. Đấy, anh em này, đấy, tôi ghi rất rõ ràng đây. Đấy, sau này đấy, anh em sẽ so sánh anh em nhé. Bắt đầu tin nhắn của chủ lô này anh em này. Đấy. Máy nó hơi mờ, tôi phải lấy lại cho anh em này. Đấy, đấy. 13h32 này, chủ nhật 12 tháng 1. Đấy, ok lại anh em nhé. Thì bắt đầu bình thường người ta sẽ sao chép lại đấy và gửi lại cho mình điểm chữ ok, tức là họ đã đồng ý với cái tin nhắn này anh em nhé. Ok này. Đấy. Ok chưa? Đấy, thời gian anh em nhé, anh em nhìn rõ 13h32 họ ok lại này. Ok lại anh em nhé. Ok lại. Thì bên máy của phần mềm của mình sẽ nhận được cái chữ ok lại của họ anh em nhé. Đây tôi sẽ quay lại để cho anh em nhìn gần. Đấy. Ok lại này. Là 13h33. Ok lại 13h33 anh em nhé. Tôi sẽ ghi vào đây. Ok lại 1 này. 13h33. Bây giờ tôi sẽ ghi tiếp cái nội dung tin nhắn tiếp là đề. Đề là 3344, tôi sẽ lấy là 55 anh em nhé, cho anh em dễ phát hiện cái số thay đổi sau này. Đấy, 5 năm nhân còn đánh 10 triệu này, đánh lớn luôn anh em nhé. Có sân chơi anh em đánh lớn luôn đấy, hoặc là có sân chơi lâu dài thì anh em ghi nhiều số, anh em chỉ sửa một số thôi anh em nhé, anh em để chơi từ từ đấy. Đề 5 triệu này anh em này. Đấy, tôi sẽ gửi sang này. Đấy, bình yên nhận được rồi anh em nhé. Đấy, vào lúc 13h34, 13h34 đấy, gửi đi lần hai là 13h34 giờ 34 phút anh em nhé. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ mở cái máy của thằng chủ lô đề này ra này. Đấy, thằng này đã ăn rất nhiều tiền anh em nhé. Chủ lô thường thường là mình người chơi chỉ là thua thôi anh em nhé. Đấy, người chơi sẽ không bao giờ thắng. Đề 5 năm này nhân 10 triệu này, vào lúc giờ là 13h34 này. Đấy, họ ok lại cho mình anh em nhé. Đấy, ok này. Đấy, anh thấy ok này. Ok. Đấy, bắt đầu gửi sang này. Đấy, bên máy kia họ đã nhận được nhá. Đấy, bên máy phần mềm của mình đã nhận được ok lại anh em nhé. Đây anh em này, ok lại này. Bây giờ tôi sẽ cho anh em xem cái nội dung trước khi chưa chỉnh sửa anh em nhé. Đấy, chủ nhật ngày 12 tháng 1 2020. Đấy. Chủ nhật 12 tháng 1 2020.
nội dung 223344 nhân 1.000 điểm anh em nhé, đề 5 năm nhân 1 triệu thời gian. Đấy, thời gian vào lúc là thời gian anh em này. Đấy, vào lúc 13 giờ 32, 13 giờ 33, 13 giờ 34, 13 giờ 35 anh em nhé. Đấy, thì tôi sẽ để đây một vài phút sau tôi sẽ chỉnh sửa để đảm bảo cho anh em thời gian không thay đổi. 35 đấy, 13 giờ 35. Đấy, ok lại anh em này, ok lại lần hai này. Đấy. Đấy, gửi đi một này, 13 giờ 32, ok lại một là 13 giờ 33 anh em nhá, mốc thời gian đi nhá. Để tí một lát nữa tôi chỉnh sửa, tôi sẽ so sánh lại cho anh em với mốc thời gian. Thì anh em nào có nhu cầu, anh em gọi trực tiếp vào số điện thoại 091651 Q4. Anh em kết bạn Zalo để được xem phần mềm. Đấy. Còn anh em nào ở bên nước ngoài mà không về được, trung tâm có những đội ngũ nhân viên cao cấp đấy, xâm nhập vào máy của anh em, cài đặt cho anh em. Ở khu vực trong nước thì chúng tôi có hai cơ sở cài đặt, bến xe Mỹ Đình. Đấy. Ở khu vực miền Nam thì chúng tôi có cơ sở cạnh bến xe miền Đông. Anh em lên cơ sở, anh em cài đặt phần mềm, test phần mềm ok như trong video thì anh em nhận phần mềm và chuyển phí giao dịch anh em nhé. Bây giờ là đã qua được một phút rồi, tôi để 7 phút cho thoải mái anh em nhé. Đấy, bây giờ 6 phút 11 giây, tôi để 7 phút cho anh em thoải mái. Đấy. Anh em nào muốn biết thêm chi tiết về phần mềm, anh em truy cập với website phần mềm chỉnh sửa tin nhắn.net. Đấy, anh em qua kênh YouTube của bên công ty, anh em tham khảo những cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn SMS, tin nhắn tổng đài. Đấy, phần mềm chỉnh sửa tin nhắn Zalo. Đấy, thì kênh thương hiệu, kênh YouTube thương hiệu chúng tôi là phần mềm đánh lô đề bịp. Anh em qua, anh em xem trực tiếp anh em nhé. Với những cái phần mềm công nghệ cao này, anh em tạo được sân chơi, anh em có sân chơi hoặc anh em nào đang thua đấy, đã có sân chơi thì anh em dùng cái công nghệ này anh em đánh thì anh em đảm bảo anh em sẽ lấy lại những gì anh em đã mất anh em nhé. Bây giờ là 7 phút rồi anh em nhé. Đấy, tôi sẽ vào phần mềm tôi chỉnh sửa này. Đấy, vì cái bí mật cũng như là giữ cho công ty và anh em. Đấy, tôi sẽ không để lộ cái phần mềm anh em nhé. Đấy, anh em chú ý khi tôi chỉnh sửa bên máy của chủ lô không sáng đèn anh em nhé. Bắt đầu tôi chỉnh sửa này. Đấy, ok. Đấy, tôi đã chỉnh sửa xong thì quan trọng bây giờ tôi sẽ mở hai máy ra anh em nhé, xem cái thời gian của nó có thay đổi không. Đấy, và con số có được thay đổi như tôi nói không. Đấy, bây giờ tôi sẽ bật các top này. Đấy. Đấy, tôi bật cá thóp anh em nhé. Đấy, Hoàng 2 này, Tu Hà này. Đấy, tôi sẽ mở ra này. Đấy, tôi sẽ mở cái nội dung tin nhắn này. Tôi sẽ so sánh cho anh em này. Đấy, chủ nhật ngày 12 tháng 1 2020, chủ nhật 12 tháng 1 2020. Đấy, con số 223344 đã được thay đổi thành 454647. Thời gian là 13 giờ 32, 13 giờ 32. Đấy, 13 giờ 32. Đấy, anh em nhé. Đề 5 năm đã được thay đổi là 48, 13 giờ 34. Ok lại 13 giờ 35. Anh em nhé. Ok. Anh em này, anh em xem rõ lại này. Đấy. Với phần mềm công nghệ cao như hiện nay, anh em có sân chơi, tạo sân chơi anh em giành chiến thắng anh em nhé. Đây là gửi đi này, 13 giờ 32, ok lại 13 giờ 33. Đấy, gửi đi 13 giờ 34, ok lại 35. Thời gian hoàn toàn là vẫn giữ cái thời gian mốc ban đầu, còn tin nhắn đã được chuyển thành những cái con số khác anh em nhé. Thì cảm ơn anh em đã xem clip.